Xin chào các bạn, đây là cái mẫu máy chiếu siêu gần của Optoma mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Optoma HD 36 UST. HD 36 UST là cái mẫu máy có cường độ sáng 4000 lumen, độ phân giải khá cao, lên đến Full HD 1920x1080, hệ số tương phản là 22000, và bóng đèn theo như Optoma công bố thì có thể chiếu được tối đa là 15000 giờ trên chế độ Economic. Máy có cường độ sáng khá cao, kích thước nhỏ gọn và có thể chiếu được cái màn chiếu lên đến 100 inch trong cái khoảng cách chỉ là khoảng 26 cm, tính từ cái mặt phẳng màn chiếu đến cái vị trí máy chiếu. Hiện tại ở cái vị trí này thì tôi đặt cái khoảng cách này nó chưa đạt cái độ xa, cho nên là cái hình ảnh chiếu ra chỉ tầm cỡ khoảng 80 inch thôi. Chúng ta chỉ cần dịch chuyển nó thêm khoảng hơn 10 cm nữa là sẽ đạt cái khoảng cách cho phép là 100 inch với khoảng cách là 26 cm theo như công bố của Optoma. Như các bạn đã biết thì trước đây thì tôi review máy thì thường là tôi hay chiếu cái nền xanh mặc định của máy chiếu. Tuy nhiên thì đối với dòng này thì tôi lại để cái màu đỏ. Ngụ ý rằng là tôi thấy rằng là cái dòng này cái màu sắc nó lên nó có độ tươi và nó tự nhiên hơn rất nhiều so với các cái dòng máy chiếu siêu gần hiện tại sử dụng chung cái công nghệ DLP. Menu hướng dẫn sử dụng của dòng này thì nó cũng khá là đơn giản, thậm chí là nó còn tinh gọn hơn rất nhiều so với các mẫu trước đây, và về cơ bản thì nó vẫn có tiếng Việt, do đó thì chúng ta có thể dễ dàng tùy chỉnh các cái thông số kỹ thuật trên cái menu, rất là dễ dàng để tùy chỉnh luôn. Dòng này thì nó có kết nối điều khiển qua mạng LAN, do đó nó sẽ có thêm một cái menu là LAN Control nha các bạn. LAN Control ở đây là chúng ta sẽ điều khiển cái máy, tắt mở máy, chỉnh các cái thông số kỹ thuật thông qua cái mạng LAN chứ không phải là trình chiếu qua mạng LAN nha các bạn. Cổng kết nối cơ bản thì cũng có computer và hai cổng HDMI. Và một cái sự đổi mới trong thiết kế của Optoma đó là cái sự nhỏ gọn hơn, tinh gọn hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì các cái thông số kỹ thuật cũng như là cái chất lượng hình ảnh và các cái ưu điểm lại được cải thiện lên hơn rất nhiều so với các cái mẫu trước đây, như là các cái dòng mà trước đây là 35 và 36 ST dòng máy chiếu gần á, thì chúng ta không thể so sánh với máy chiếu gần với siêu gần được. Tuy nhiên thì đối với một cái máy chiếu siêu gần mà kích thước nó nhỏ gọn và trọng lượng chỉ khoảng 3,9 kg như cái mẫu này của Optoma thì sẽ là một cái mẫu rất là nhỏ gọn, giúp cho chúng ta có thể lắp đặt và sử dụng ở mọi vị trí. Phía sau thì tôi sẽ cho các bạn xem cái cổng kết nối của máy luôn. Đây là các cái cổng kết nối phía đằng sau, thì chúng ta sẽ có hai cổng USB, một cổng hai cổng HDMI này, cổng computer in, monitor out, rồi cổng LAN, audio in out cũng đầy đủ hết. Dòng này thì nó vẫn có hỗ trợ trình chiếu full 3D và kết nối MHL. Hầu hết các cái dòng máy chiếu của Optoma thì đều sử dụng một công nghệ duy nhất, đó là cái công nghệ DLP. Mà như các bạn đã biết rồi, DLP thì cái linh kiện thay thế và cái việc bảo trì sửa chữa nó thuận tiện hơn rất nhiều so với các cái công nghệ khác đang có mặt ở trên thị trường. Các bạn có thể check giá dòng này trên cái trang web là máy chiếu giá rẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về dòng máy chiếu siêu gần model mới 2022 của Optoma. Xin chào và hẹn gặp lại.